réfugié en France, l'opposant iranien est tombé dans un piège tendu en Irak par les gardiens de la révolution. Ses proches accusent Paris. Le procès à huis clos s'est ouvert le 10 février dernier. Un individu en habit de prisonnier, recouvert d'une veste kaki, pénètre dans la salle d'audience de la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Menotté, cet homme de 41 ans au physique rondouillard assiste, impassible, à la lecture de son acte d'accusation par le procureur Abolghassem Salavati. Les charges prononcées par celui que l'ONU surnomme le « bourreau des journalistes iraniens » sont particulièrement lourdes. Ruhollah Azam, journaliste dissident iranien réfugié en France pendant 7 ans, est accusé de « corrupt ». Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và về dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới, và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Imo hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19.